Thưa quý vị, vào chiều ngày 9 tháng 6, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạng một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận IPC, chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco và các đồng phạm trong vụ án sai phạm tại công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn Sadeco về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang 8 năm sau tháng tù, giảm 18 tháng tù so với án sơ thẩm. Bị cáo Phạm Văn Thông, cựu phó chánh văn phòng thành ủy thành hcm Hồ Chí Minh 6 năm tù, Vũ Xuân Đức, cựu phó tổng giám đốc IPC 3 năm tù, Nguyễn Trường Bảo Khánh, cựu thành viên hội đồng thành viên IPC 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng 19 năm tù, Hồ Thị Thanh Phúc, cựu tổng giám đốc Sadeco 14 năm tù, Trần Công Thiện, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạng một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận 13 năm tù, Huỳnh Phước Long, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư kinh doanh vốn của văn phòng thành ủy 12 năm tù, Đỗ Công Hiệp, cựu kế toán trưởng Sadeco 8 năm tù, Trần Đăng Linh, cựu phó tổng giám đốc IPC 7 năm tù. Các bị cáo này bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản.